Nghệ sĩ Minh Dương Lệ Thủy kết thúc chương trình của chúng ta trưa nay cùng bài giọng cổ Hương Tình Yêu của tác giả Vũ Quang và Hoàng Song Diệt. Mời các bạn thưởng thức tiếp. Một tình.
cuộc sống đời người ai cũng có, khi biết nâng niu giữ gìn như hơi thở, nó sẽ bên ta trong suốt đoạn đường đời. Không phải hoàng hôn chờ không chờ kiếm, không phải tơ trời, không phải giọt sương.